Kính chào quý anh chị em, quý nhà đầu tư. Hiện tại thì Trần Quang đang có mặt tại khu Hồ Bán Tiện, Minh Phú, Sóc Sơn. Ở đây thì Trần Quang có hai lô đất, một lô là đây cái lô mà con bò đây. Đấy, lô con bò này là lô rộng khoảng 10.000 mét, giá của nó là 1 triệu mét. Đấy, và mặt tiền của nó thì giờ tầm 50 mét, chạy sâu lên tiếp cái núi trên kia. Lô này thì đang giấy tờ của nó chỉ là giấy tờ hợp pháp và của xác nhận của ủy ban thôi, ủy ban xã thôi. Còn cái chính ấy, nhân vật chính của cái Trần Quang muốn giới thiệu đấy là lô 3.500m. Đây, anh em có thể nhìn thấy cái lô 3.500m là một cái lô mà nó có cái cổng. Đây, cái đường trước mặt đây, đường trước mặt thì nó rộng khoảng 12m. Cái này thì rộng lắm, 12m. Và đây là cái lô 3.500m. Ở trong thì nó có rồi,